Vâng, em chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về cách đan hòm tre. Sau đây là các bác hãy theo dõi em làm nha. Xong các bác sẽ học tập. Những bác nào mà đã làm rồi thì thôi, còn những bác nào bây giờ mới vào nghề thì hãy nhìn thật tinh, thật kỹ để theo dõi em nhé. Em xin mời các bác cùng cùng xem. Đầu tiên các bác trẻ. Đầu tiên là các bác lấy lưỡi, lấy máy cắt cắt bằng hai đầu này cho em, xong các bác chẻ đôi. Chẻ đôi ra như này cho em. Đấy. Chẻ như này nha các bác. Chẻ như này, cái tre này là nó là em nay em mới xin cái tre này nó mỏng thì là phải chẻ lột. Mà nếu mà chẻ nghiêng như này nha các bác, chẻ nghiêng như thế này. Nếu chẻ nghiêng như như thế này. Nếu chẻ nghiêng như này thì là lan nó nhỏ, nó không đạt được tiêu chuẩn như chúng em làm. Rồi em sẽ phải bỏ bụng nha các bác, phải bỏ bụng đó. Chẻ nghiêng như này mà chẻ như này là không đạt tiêu chuẩn của chúng em, còn vót vào nữa. Thế thì chẻ bụng thì là chẻ bụng này là nan thì nó gẹp hơn, thế nhưng nó không bằng cái chẻ nghiêng thì nó có cật ở trên này. Thế em sẽ làm bụng cho các bác dễ hiểu. Các bác chẻ nghiêng hay là chẻ, các bác là nếu là xin được che dày thì các bác chẻ nghiêng, còn nếu các bác xin được che mỏng các bác chẻ lột. Chẻ lột các bác chẻ là không, chẻ là các bác không được đều, không được là dày quá nhá các bác, mà không được mỏng quá, tức là các bác căn làm sao cái ngón tay này thật chuẩn đấy, thật chuẩn như em. Các bác căn làm sao thật chuẩn. Trước tiên các bác căn thì chẻ thì các bác phải quát như này một đầu, thế còn một đầu này để nguyên như này cho nó bằng để cho mình dễ chẻ lan. Xong các bác chẻ này cho em. Đấy, chẻ như này. Đấy, như thế. Như là không được dày mà cũng không được mỏng nữa các bác. Xong các bác quát. Đấy, chẻ như thế cho em. Xong các bác quát, quát thì như này. Đây. Nó bị xước tay các bác phải có bảo hộ vào ngón tay này nhá. Rồi, quát như này, quát thật nhẵn cho em. Các bác quát thật nhẵn, thật đều lan. Các bác sờ làm sao lan nó phải đều như em chẻ đây. Thật đào như này, mỏng như này, không được dày nhá. Dày là các bác đan là không được, nó gãy hết, che già là gãy hết. Đây em giới thiệu là cái cách chẻ lan là như thế. Đấy là cái lan chính, còn lan phụ thì nó nhiều kiểu đan lắm. Thế cho nên theo như em thì em cứ làm như ý của em. Thì là ý của em là có ba loại lan. Lan thứ nhất là lan tròn thì các bác đan bằng giang. Bằng giang các bác không có giang, không mua được giang thì các bác mua cái loại dây thép ni mà chống rỉ ấy, cái loại nhỏ nhỏ hơn chục nghìn một nặng ấy. Đấy, hai nữa là các bác đan như em thì sẽ như này cho em. Đấy, mỏng mỏng này thì nói chung là nó vừa phải đấy, không mỏng quá mà chẳng dày quá các bác cũng làm được, dày cũng làm được. Thế em sẽ bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác là đan đan thì đan như thế nào. Đây em làm sẵn 8 cái đây, 8 cái đan này đây. Nếu xuống cầm cho bố một cái ống ở bằng cắm ống mới, ống mới ống nhựa. Đây như này em sẽ giới thiệu cho các bác một cách đan rất ngon lành nha. Rồi. Các bác đan bằng dây thép, mua dây thép trắng hay thép mềm nha các bác, không cứng không đan được. Bây giờ em sẽ đan cho các bác xem chi tiết luôn. Rồi. Bác nào biết rồi thôi, còn bác nào mới vào nghề thì nhìn em đây. Các bác căn đúng kiểu này cho em. Cái này làm sau nha các bác, cái đầu này làm sau. Đây các bác nhìn nhìn em đan nhé. Đây em giới thiệu cho các bác là cách đan hòm, nó còn tre đây em trẻ để em gửi tip cho các bác. Thế như vì nó chưa đạt được yêu cầu, phải để vài ngày nó ngót thì em mới làm được cơ. Đây em làm nhanh cho các bác. Rồi, rồi đây nha. Video này hơi dài, các bác cố gắng xem nha, theo dõi em nha. Rồi. Đấy. Đây em sẽ đan cho các bác xem. Rất đơn giản. Hôm nay em sẽ đeo tai nghe em nói chuyện với các bác để cho nó làm sao cho nó chuẩn nhất. Đây như bắt đầu vào như này, các bác nhìn em này, tay các bác để đây. Đấy, đây nhìn này, đấy quấn vào đây, các bác ơi quấn vào đây, dí vào đây cho em, quấn vòng tròn như thế này. Rồi. 7 lan hoặc 8 lan tùy theo. Đấy. Đây, các bác nhìn theo em. Nếu
Chứ phải nhìn theo em. Rồi. Em ngồi đây thật chuẩn đây cho các bác nhìn. Nhìn theo em. À, đồng chí sẽ xem cái máy cho tôi gái cho khán giả xem cho thật chuẩn. Rồi. Hai lượt cho các bác tùy theo dây, dây dài thì em này em đan hai lượt. Đấy. Đan xong như này còn thừa lại các bác cài. Sẽ cài vào đây cho em. Em làm chi tiết cho các bác, cái video này hơi dài, các bác cố gắng xem. Các bác cố gắng theo dõi xem giúp em. Nhiều bác, rất nhiều bác nào gọi đến bảo bác làm cái video đàn hom. Thế nhưng em vội thật sự, các bác là hôm nay cháu nó về như này. Em đừng nghĩ em kịp làm cho các bác. Chứ không thì em nắm việc lắm. Nhà em đi nặng, cháu đi học. Đấy, như thế này là được, không có gì cả. Thế rồi cái lan này, đây này em đan đúng như theo ý em. Cái lan này thì nó như thế này đây. Các bác đưa vào đây. Cái này hơi dày nha, phải làm mỏng một chút. Làm mỏng một chút. Đầu này nó hơi dày, chưa đạt tiêu chuẩn nguyên. Rồi các bác nhìn nhìn theo em rồi. Em không bị căng thì em đan nó cũng cỡ của em rồi. Nhìn theo em đây là ngon lành. Đan cái này thì cất 1 để 1 nhé các bác, cất 1 để 1. Đấy. Nó không phải như đan rổ mà cất 2 để 2 đâu. Mà phải cần chạy theo sóng đâu, như cái này thì cất 1 để 1. Không cần gì, cần thiết gì vậy ấy, miễn là chọn là được. Nó hơi méo các bác, dí đấy đầu con tay dí trong này, cái này lan là nó có điểm cứng, điểm mềm nên là nó bị méo. Các bác dí vào cái điểm cứng đấy, nó sẽ tròn lan, tròn hom ngay. Như này là cũng chưa được các bác, đan như này cũng chưa được. Em sẽ thêm một chút cái này. Em sẽ thêm một chút nữa, lấy 1-2 vòng nữa để cho nó đẹp hom. Đấy. Thế này em nói thế này các bác cũng hiểu rồi. Thế là được nha các bác, như này đã là được. Bây giờ em tốt cho em. Rồi bây giờ em sẽ cắt bỏ rồi. Các bác nhìn, cố gắng nhìn theo dõi giúp em. Đấy, sẽ cắt vát cái đầu này nha, để cho đuổi không có lệch. Đấy, như thế này. Hai đứa nhà cháu đâu vậy? Cứ như này là được nha các bác. Thế sau đây là cái này là xong rồi. Thì em sẽ giới thiệu các bác là thít bên dưới. Đi dịch ăn đã chưa? Đây nha các bác, nhớ được vặn này. Vặn đây cho em nhé. Đấy các bác nhìn đây cho em, nhìn này. Bắt đầu bấm là các bác chặt tay vào đây. Bẻ cái lan này xuống. Bẻ cái lan này xuống đây cho em. Rồi. Bẻ lan này xuống đây, bắt đầu các bác cứ nhìn tình em là các bác làm được, không phải gì cả. Cái này đơn giản lắm. Không có gì đơn giản bằng cái này. Rồi. Đấy, như thế này. Em không tua tiếp clip, em không tua. Bác nào biết rồi thôi, còn bác nào không biết thì nhìn theo em. Clip này hơi dài, nó chi tiết cho nên nó hơi dài, mong các bác cố gắng theo dõi giúp em. Đây em làm theo yêu cầu của 56 bác gì đấy, em không nhớ tên. Vì rất nhiều người gọi trực tiếp đến chứ không cứ gì ai cả. Rất các bác comment em cũng trả lời và các bác gọi điện đến vì các bác rất nhiệt tình. Đây này em làm theo yêu cầu của các bác. Đấy. Chứ không có gì là thay đổi cả. Đây như thế này. Như này nha các bác. Đây như thế này. Đây như thế này. Không có gì cả. Em rất nhiệt tình các bác, không có gì. Em làm em chuẩn thì thôi chứ không có gì cả. Còn các bác vót lan là nhớ cho em là phải vót thật đều tay, trẻ không mong mà chẳng dày. Xong các bác vót thì
nó mới nhả đan, nó mới nhả được. Còn nếu mà các bác mà trẻ dày thì đan gãy hết nan. Đấy. Mà trẻ mỏng thì là yếu nó hòm. Họ thế. Các bác đan bên dưới này hai lượt vừa có ba lượt được. Cái đấy chẳng quan trọng nữa. Đấy, em đan hai lượt nhá. Em đan hai lượt nó đã như thế này rồi. Đây em sẽ nạ thôi. Che giả gãy. Đây em sẽ làm cho các bác thật chi tiết. Em thì em đan bằng giang nhé các bác. Em mua giang từ năm ngoái, năm nay em để góc bếp. Bây giờ em phơi rồi nên em sốt ruột quá, em nặng cho các bác thì em nó chưa được kịp nở. Cái chè những cái khen này nhá, những khen này là phải các bác chặt mới về là phải để vài hôm cho nó ngót nước gì đây. Nâng đứng dịch ra kia cho ông làm con. Như này là đã đạt xong. Bây giờ các bác cầm tay đây dít vào đây cho em. Em rất thật luôn chứ không dối các bác làm cái gì. Đây, các bác xem giúp em. Các bác xem giúp em là như này được chưa? Những cái tăm tua các bác hơ vào nữa là sẽ được. Đây các bác xem giúp em như này được chưa? Đây. Đấy. Đây. Đây. Như này. Bây giờ còn thiếu nhá, còn thiếu nhá các bác. Còn thiếu này. Thiếu cái gì? Bây giờ em không bảo. Em đàn có lượt rưỡi. Tức là em bẻ xuống là có lượt rưỡi. Nhiều bác là bẻ hai lượt thì em đàn có lượt rưỡi. Đây các bác muốn kẹp thì các bác cắt thế nào. Có thế không có gì cả. Đây. Đấy. Rất đơn giản không có gì. Em làm theo yêu cầu của nhiều bác. Bác nào biết rồi thôi, còn bác nào chưa biết thì là hãy nhìn em cho em giới thiệu rất chi tiết. Thế còn cái nào đầu này nó không được đều lắm thì các bác cắt bằng như là thế em. Tăm tua thì không để tránh khỏi nhé các bác. Chẳng hạn đấy là xong rồi nhá. Thế còn cái này bây giờ các bác đúc vào ống 48, đúc vào ống 48 thì nó sẽ kích, thì các bác hơ bếp ga vòng quanh cái hòm này nó sẽ to hơn. Đan nọt thì xấu không được. Các bác sẽ hư bếp ga vòng quanh của cái ống này, nhớ là hư đều cho em, cho các bác đặt tay vào đây vỗ một cái là vào là vừa thôi. Như em đã hư rồi em vỗ vào cái là vừa thôi. Anh có nhìn gì ạ? Nhìn nào, anh có thế rồi có gì đâu rồi. Thế còn em gửi hàng cho các bác là hôm là hôm nó khô rồi, thế các bác nhớ ngâm cho em cho nó lỡ, cho hôm nó lỡ, cho nó đẹp hôm, cho nó mềm hôm. Chính xác là cho nó lỡ, cho mềm hòm là chuẩn. Rồi, em cho các bác xem lần nữa. Rồi. Đấy, không có gì cả. Rồi. Không có gì cả. Các bác muốn cái đầu đây nó, cái lỗ trong này nó khít vào thì các bác xít tay vào đây. Rồi, em giới thiệu chi tiết. Xít tay vào đây. Rồi. Các bác xoay lại cho em. Đấy, như thế này đẹp mà, rất đẹp. Đây em đặt lên đây, che em xin được rồi nhưng mà em chưa đan được vì phải chờ ngót. Em sẽ đặt xuống đây cho các bác xem. Đây có gì đâu, các bác không phải mua, mua thì tốn tiền. Đây các bác nhớ cái cây này, cái đốt này nhá, là bác nào cắt được máy cắt thì là cắt, còn bác nào không cắt được máy đừng có đụng vào máy nha, cả đứt tay nha các bác. Đây cắt bằng đầu này như là cho em, cắt bằng đầu như là cho em. Đây em cắt bằng máy. Bằng đầu này cho mình dễ chẻ này, cho mình dễ chẻ này, có thế thôi. Đấy đây, che để kia em vừa xin kìa. Đây. Đấy, các bác nhìn đi. Một cây như em chưa kịp đan cho các bác đâu. Vì em vội lắm. Thế là xong về cái phần đan hòm nhá các bác. Đấy bác nào mới tập đan là cứ học em đấy. Bây giờ em xin chào các bác. Các bác thấy hay chia sẻ giúp em, cho em xin like. Bây giờ em xin phép chào các bác. Em xin chào.